Chào tất cả các bạn, hôm nay cũng lâu lâu rồi thì không làm livestream thì thấy một loạt các bạn có hỏi là bao giờ anh lại làm. Nhẽ ra phải làm vừa tối ngày hôm qua như chủ nhật nhưng mà mình hôm qua mệt quá. Hôm nay thì mình sẽ bắt đầu làm cho các bạn. Cái chủ đề ngày hôm nay thì các bạn muốn hỏi gì thì cứ hỏi bên dưới nhé. Sau khoảng 10-15 phút nữa mình sẽ trả lời tất cả câu hỏi đấy của các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào cái chủ đề mà nhiều bạn hỏi nhất, đó là tức là em học tiếng Trung từ đầu mà không đến lớp, học tại nhà thì học ra làm sao? Để mà học tiếng Trung từ đầu mà học tại nhà ấy, thì bước đầu tiên là ta sẽ phải học phát âm. Học phát âm thì các bạn lên YouTube, các bạn gõ học phát âm tiếng Trung Phạm Dương Châu, cách đấy thì là ấn và phát ra cái phần dạy phát âm của mình. Sau khi bạn xem hết cái bài dạy phát âm thì coi như là khi mà gặp các cái chữ tiếng Trung mà nó có ghi phiên âm bên cạnh ấy, là các bạn đọc được. Sau khi mà học xong được cái phần học phát âm đấy, coi như là phần phát âm xong nhé, xong cái phần phát âm đấy rồi thì bắt đầu phải học đến chữ Hán, học ngữ pháp, học bài tập. Thì các bạn đi ra ngoài tiệm sách, các bạn mua cái bộ học tiếng Trung giáo trình Hán ngữ bộ 6 tập ấy, loại mới ấy, khổ to. Để thì các bạn khi mà bạn có cái bộ đấy rồi thì các bạn học sẽ rất là dễ. Còn nếu mà chưa có cái bộ đấy trong tay thì các bạn có thể là hoặc là nơi các bạn tìm nó không ra ấy, thì các bạn chuyển khoản cho tiếng Trung.vn thì họ sẽ chuyển tài liệu đấy qua tận nhà cho các bạn qua đường bưu điện. Nhớ là bộ Hán ngữ 6 tập loại mới nhé. Đấy. Thì cái đấy là cái bộ để giúp các bạn có thể học được. Thì trong cái bộ đấy nó có nghe nói đọc viết tự đủ cả, từng bài một. Nhiều bạn thì dở cái cuối bộ đấy ra đọc không hiểu gì luôn. Bởi vì cái phần phát âm ấy thì bạn chưa học thì nhìn vào cái phần phát âm bạn cũng chẳng đọc được. Đấy chính là lý do đầu tiên là phải search cái YouTube học tiếng phát âm tiếng Trung Phạm Dương Châu thì là có cái hướng dẫn phát âm rồi thì là nó mới đọc được. Tiếp tục về cái phần học chữ Hán. Ở trong mỗi bài thì nó đều có phần từ vựng. Các bạn đợi một chút nhé, mình lấy cái quyển mẫu để cho các bạn coi ha. Đây, trên tay mình là một đống sách đây. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là các cái tài liệu có thể dùng được. Cái bộ Hán ngữ 6 tập ấy thì nó như này. Nó như này. Các bạn nhìn thấy mẫu nó to, dày, mới, đẹp. Thì như này nhé. Bao giờ một bài của nó cũng có phần diện, phần từ mới. Bài khóa này. Nó có phần bài khóa này. Sau rồi nó có phần diện, từ vựng này. Từ vựng. Các bạn thấy rất nhiều từ vựng đúng không ạ? Nó có phần từ vựng nữa. Xong rồi tiếp theo phần từ vựng nó sẽ có phần diện chú thích này. Chú thích ngữ pháp. Tiếp theo nó có gì nữa? Có phần bài tập. Bài tập thì nó liên quan nhiều đến chữ Hán này. Kết cấu ngữ pháp. Sau khi bạn làm bài tập là bạn sẽ ok. Tiếp. Cái này nó liên quan đến cả việc đi thi nhé. Thi HK sau này họ cũng dùng đến ngay. Thì cái bước của các bạn là mỗi khi bạn túm được cái quyển sách này rồi thì các bạn phải học cái gì đầu tiên? Các bạn học cái từ vựng đầu tiên các bạn. Nào. Đây, mình dở cho bạn coi. Cái phần từ vựng này, với cái phần từ vựng này bạn học như nào? Bạn sẽ viết từng chữ ra một. Được chưa? Viết từng chữ ra. Đấy. Mà bản thân trong quyển sách nó có phần dạy viết chữ này. Tôi ví dụ quyển này nó đấy, các bạn nhìn thấy không? Cứ cuối bài nó sẽ có phần dạy viết chữ. Thì đầu tiên là cái phần này lại là phần về là xử lý trước, tức là phần về phải viết trước, tại vì người ta hướng dẫn cho mình mà từng nét, nét nào trước nét nào sau thì các bạn phải xử lý cái đó, là phải viết từng nét nét này. Hai, sau khi viết hết này nhá, các bạn mua thêm một cái quyển vở ô vuông ấy, ô ly của bọn 5 ly của bọn trẻ con ấy, thì mỗi một chữ Hán bạn viết lọt trong một ô vuông cho mình đó. Sau khi mà bạn viết lọt vào trong một ô vuông như vậy thì ok là bạn đã viết quen tay rồi. Ấy, quen tay rồi. Nhưng mà có nhớ được không? Không nhớ được.
Thế để làm nào để nhớ được? Để nhớ được ấy thì các bạn sẽ phải mua một cái chương trình online mà mình đang làm ấy, là 1.500 chữ Hán cơ bản ấy. Thì khi mà có cái chương trình đấy thì mình sẽ trong đấy mình kể cho các bạn nghe là mỗi một chữ Hán đấy gồm những bộ gì hợp thành và câu chuyện về chữ Hán đó là gì. Thì khi mà bạn có cái câu chuyện rồi thì ok, bạn cứ viết ra. Ví dụ nhé, là mình viết cái từ cảnh sát là từ khó nhất chẳng hạn, thì mình bảo là chị Thảo này, bộ Thảo đầu này, bị công an túm dùng vài câu văn vở, dùng ngôn ngữ để xin. Đó, thế là xong được chữ 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 cảnh. Chữ cảnh sẽ gồm bộ Thảo đầu, chữ câu, bộ bán văn, bộ ngôn. Tiếp theo, ta có một cái nữa, đó là chữ sát chẳng hạn. Thì đầu tiên là anh công an bảo vào nhà kia, bộ miên, vào đêm trăng sáng, bộ nguyệt, gặp anh chống lạnh này, biểu thị nộp 500 nghìn rồi, thả em đi. Đấy. Thì ví dụ như thế, thì coi như là khi bạn có câu chuyện là bạn sẽ nhớ được chữ Hán. Nó nằm ở trong cái chương trình 1.500 chữ Hán cơ bản, nằm trong chương trình học tiếng Trung online từ Hán 1 đến Hán 4 mà mình đã làm. Thì các bạn chỉ vật chuyển khoản cho tiếng Trung.vn, sau đó thì họ chuyển tài liệu với các bạn. Hình như thời điểm này nó đang là 1 triệu 2 cho Hán 1, 2, 3, 4. Bây giờ mình đi tiếp nhé. Sau khi các bạn đã viết được xong cái phần từ đấy rồi thì bạn sẽ phải chuyển về phần từ mới. Từ mới là coi như đã viết ngon rồi đúng không? Từ mới viết ngon rồi thì bây giờ đến cái việc là mình phải đặt câu với các cái từ mới này. Tức là cái từ này cái câu nó phải đặt lên, ví dụ như mình có một cái từ là mấn khẩu là cái cửa chẳng hạn. Thì mình phải viết, mình phải đặt được câu cho nó. Ủa trai mấn khẩu tấn nỉ. Tôi đợi bạn học tôi đợi bạn ở ngoài cổng. Đó. Tức là mỗi một từ đấy bạn phải đặt được 2-3 câu cho nó quen đi. Thế còn nếu mà trường hợp mà không đặt được câu ấy thì các bạn trong chương trình online thì mình cũng đặt sẵn cho các bạn rồi. Thì các bạn sẽ phải đọc theo nhé. Đọc theo thì bạn mới nhớ được cái câu đó. Bởi vì các bạn nhớ là từ không bao giờ được đứng im một mình, mà từ phải đứng vào câu. Tại vì nhiều bạn cứ viết từ không xong rồi không đặt vào câu thì dẫn đến làm sao? Thì các bạn chả hiểu nó là cái gì. Về sau khi gặp người Trung Quốc người ta hỏi đáp bạn không có trả lời được. Nên từ bắt buộc phải được ghép thành câu. Sau khi cái phần từ mình đọc qua sơ rồi thì các bạn quay về phần bài khóa cho mình nhé. Phần bài khóa thì cái phần bài khóa này thì các bạn phải đọc nó lên và dịch nó sang tiếng Việt. Đọc lên các bạn sẽ gặp khó khăn là có một số từ bạn không đọc được. Bởi vì nó là từ mới. Từ mới thì lại phải quay lại phần từ mới kia để mò xem nó là từ gì. Sau khi biết nó là từ gì rồi thì các bạn làm sao? Viết phiên âm ra bên cạnh để đọc lần 1, lần 2 cho nó mượt. Sau khi đọc bài khóa lên rồi nhé. Thì bạn làm một thành quay clip giống như mình đang làm này. Up lên trên nhóm học tiếng Trung online thì giáo viên họ sẽ sửa và chấm điểm cho bạn là ok. Để người biết là phát âm của bạn đến đâu, sai ở đâu để sửa. Tiếp, bạn phải dịch toàn bộ cái nội dung bài khóa sang tiếng Việt nhé. Dịch nội dung bài khóa sang tiếng Việt. Tiếp. Sau khi mà đã đến được cái đoạn này rồi, ở đây thường nó có hai bài khóa. Thì phải đọc hết và dịch sang tiếng Việt được. Đọc được và dịch sang tiếng Việt là ok. Thậm chí bây giờ mình còn có thể làm thêm một cái nữa, lúc ấy mình gập quyển sách lại. Gập quyển sách lại. Xong rồi bạn đọc. À, tức là bạn bạn mường tượng là về cái câu chuyện đấy nó là cái gì, tức là bạn tóm tắt lại nội dung ấy. Ví dụ như là của căng căng xế của tới cái khoa thí tôi vừa mới học được một cái chủ đề sự ẩn sứ, đó là đồ ăn, của sĩ khoản chữ bao tử, tôi thích ăn bánh bao, tha sĩ khoản chữ mán thầu, anh ấy thích ăn bánh màn thầu, của tôi Bắc Kinh khảo gia, khấn cảng xin truy, tôi rất có hứng thú với cái món vịt quay Bắc Kinh, ví dụ thế. Thế thì khi mà bạn phải nói túm lại được cái nội dung của cái bài đấy là gì. Đấy. Còn nếu mà mình có thêm một cái người bạn nào học cùng chẳng hạn đấy, thì mình sẽ đóng vai A, bạn kia đóng vai B, sau hỏi đáp nhau về đấy, sau lại đảo ngược lại, thậm chí một bạn đọc một bạn dịch nữa, thì như thế bạn sẽ nhớ được cái bài nhiều hơn. Tiếp nhé, phần từ cũng đã bây giờ sẽ quay lại phần từ thêm một lần nữa. Bản chất của việc học ấy nó là lặp đi lặp lại, chứ đừng có học một lần nó không nhớ đâu, nó sẽ quên. Thì quay lại phần từ mới lần hai thì mình lại lại bắt đầu ghép câu với nó. Ví dụ ở đây ta có từ khai khuây là họp chẳng hạn nhé, thì các bạn có thể đặt rất nhiều câu, dùng đại từ nghi vấn để hỏi chẳng hạn, đúng không? Nếu mà chí điểm khai khuây, các bạn mấy giờ họp? Của mân pa điểm khai khuây, chúng tôi 8 giờ họp. Hỏi được thì phải trả lời được, thì đến lúc mà ra chiến trận gặp người Trung Quốc để nói thì ta nói rất ok. Tiếp, mình có tiếp một cái là sau khi mình có là các cái từ đấy, mình đặt câu hỏi và cũng đồng thời có câu trả lời nhé, thì các bạn đi tiếp sang một cái phần nữa, đó là phần chú thích.
Chú thích này thì họ nói về các cái cách sử dụng từ. Nó cũng na ná, nhưng cái đằng sau còn có phần ngữ pháp nữa, thế thôi. Ví dụ cách sử dụng từ, cách sử dụng câu đấy như thế nào thì ở trong này nó có hướng dẫn. Các bạn đọc thì nhiều lúc cũng u ớ, nhưng mà mình thì có một cái kiểu là chuyển từ bác học thành bác hai. Tức là ở trong này họ nói khó hiểu ấy, thì mình bắt đầu ngẫm nghĩ lại. Thì ở trong chương trình online mình sẽ nói theo kiểu đơn giản, mộc mạc để bạn dễ hiểu. Sau khi bạn hiểu được rồi thì ok. Đó. Mình ví dụ nhé, trong sách này người ta nói là nếu trong câu có tân ngữ của động từ và tân ngữ của giới từ thì chúng ta phải đọc nhấn mạnh tân ngữ đấy. Nói thế là rất là bác học, chả ai hiểu gì. Thì các bạn chỉ nôm na hiểu, mình sẽ tóm gọn lại cho các bạn thành như thế này. Nếu trong câu có tân ngữ thì đọc nhấn mạnh tân ngữ, hết. Có vậy thôi. Còn của nào kệ mẹ mày. Thế thì cái vấn đề được đặt ra là gì? Ví dụ như là cái câu là ở tại Bắc Kinh học tiếng Hàn Việt. Vậy Bắc Kinh là một tân ngữ một. Hàn Việt là tân ngữ hai. Thế câu hỏi lại đặt ra là tân ngữ là gì? Tân ngữ là thành phần đứng sau động từ và chịu sự tác động của động từ. Đó, mình sẽ đưa cho các bạn ở trong chương trình online thì mình sẽ đưa cho bạn theo cái kiểu nó đơn giản, mộc mạc, dễ hiểu như vậy. Thì bạn sẽ hiểu ra vấn đề. Xong nhá, xong phần gọi là ngữ pháp. Bây giờ thì ở nhà mà học mà thì học thường là nhanh hơn là học trên lớp. Vì trên lớp là còn giao lưu rồi còn bàn cãi nhiều người. Nhưng ở nhà thì mình học khá nhanh. Thường một bài này mình học cũng chỉ khoảng độ 3-40 phút là hết. Ok, xong phần bài tập. Bài tập thì bao giờ nó cũng có cái phần bài tập phát âm. Các bạn sẽ đọc cái phát âm của nó lên. Ừ, các bạn ghi âm lại nhé. Sau đó thì các bạn bật cái băng đĩa MP3 có liên quan đến cái bài này. Bài này thì bên chính chung.vn có cái đĩa MP3 từ Hán 1 đến Hán 6. Cái đĩa MP3 nó rất là thần thánh. Bình thường là một quyển là 3 đĩa, nhưng mà ở trung tâm ở tiếng chung.vn thì họ bán là một đĩa thôi là đủ từ Hán 1 đến Hán 6 luôn, MP3 luôn. Thì người Trung Quốc họ sẽ đọc cho mình nghe. Xong mình sẽ kiểm tra xem là cái giọng đọc của mình với của người ta là khớp chưa. Nếu khớp là ổn, còn nếu mà cảm thấy chưa khớp là bạn phải xem lại phần phát âm của bạn. Tiếp theo là nó cho đưa ra một cái bài là toàn tiếng chữ Hán ấy, mình phải đọc lên dịch sang tiếng Việt. Đúng không? Để làm bài tập. Thế nhưng mà cái khó của các bạn mà học tại nhà là các bạn có gặp những từ không biết phải làm nào. Lúc đấy thì cái vấn đề tra từ điển lại rất là quan trọng. Thì về vấn đề tra từ điển thì nó có cái phần là mình bạn trên trên điện thoại di động ấy, bạn được phép vẽ cái từ đấy ra. Vẽ tay ấy thì nó ra phiên âm luôn và ra lời dịch luôn. Còn cụ thể cái việc đấy như nào thì các bạn lên trên YouTube, các bạn gõ là các vũ khí giúp học tốt tiếng Trung thì mình đã làm cho cả Android và iOS rồi nhé. Đấy. Thế bạn lên đó là tìm đấy. Nó có cả hai bản, một là các vũ khí dành cho việc học tiếng Trung bản Android đi, Phạm Dương Châu, hoặc là các vũ khí học tiếng Trung bản iOS Phạm Dương Châu, thế là nó cũng ra được chưa? Thì là các bạn sẽ tự tra được cái từ đấy nó là cái gì. Thế còn bạn nào mà ít thời gian hơn nữa, không còn nhiều thời gian nữa thì các bạn làm như sau. Thì các bạn khi mà bạn mua cái chương trình học online của bên tiếng Trung.vn thì mình đã ngồi mình dịch nó sang tiếng Việt cho các bạn rồi. Các bạn chỉ đọc theo nhé. Đọc theo. Xong bạn viết tay nó ra, viết phiên âm ra, viết lời dịch ở bên cạnh nếu cái từ đó bạn không biết. Thì lần sau bạn gặp lại thì bạn ok. Mà cái vần này thường trên lớp mình dạy là ít là phải luyện đi luyện lại 2 lần thì các bạn mới nhớ được. Mà về nhà các bạn đã phải làm bài tập rồi, đúng không? Đấy. Các bạn nhớ là luôn luôn lặp đi lặp lại nhé. Còn điền từ chỗ trống nó cũng làm tương tự như thế, phải hiểu từ rồi mới điền được. Thường bao giờ cái kết cấu bài nó cũng là như vậy, xong rồi điền từ vào chỗ trống. Thay thế này, rồi điền từ vào chỗ trống. Điền từ chỗ trống thì sau này đi thi nó cũng dùng đến đấy nhé. Đấy, nên là các bạn làm tốt. Tiếp. Rồi là người ta bắt đầu khai triển câu, họ bắt mình khai triển câu từ các cái bộ phận đang có sẵn này. Tức là ví dụ nhá, họ cho mình từ xuế xí đúng không? Ủa chỉ khoản xuế xí khan ủy. Tôi thích học tiếng Hán. Thà bú chỉ khoản xuế xí khan ủy. Anh ta không học tiếng Hán. Nì chạy nả xuế xí khan ủy. Bạn học tiếng Hán ở đâu? Đó. Ủa chạy BM Trung xin xuế xí khan ủy. Tôi học tiếng Trung ở trung tâm Bờ Mương này. Ví dụ. Tiếp. Bao giờ nó cũng sẽ có một cái bài luyện đọc bài khóa này. Sau này đi thi cũng hay dính nhé. Tức là nó đưa một bài khóa mình phải đọc lên, nó chỗ này liên quan đến phần từ, từ bạn phải nắm được. Thì vẫn là câu chuyện là mình phải sử dụng cái từ điển trên điện thoại di động đấy để mình tra. Còn nếu mà không tra được thì lại phải sử dụng cái hướng dẫn của anh Châu ở trong chương trình học tiếng tự học tiếng Trung online đấy. Đó. Có nhiều bạn hỏi là chương trình đến mùa đâu thì truy cập vào trang tiếng Trung.vn mục khóa học tiếng Trung online.
chuyển tiền xong là người ta chuyển tài liệu thôi. Tiếp nhé. Đấy. Đây là mình nói về cấu tứ của một bài ở trong Hán ngữ. Hán ngữ 6 tập thì bao giờ họ cũng làm như thế này. Hiện giờ thì mình đã làm cho các bạn từ Hán 1 đến hết Hán 5 rồi. Bây giờ đang làm nốt Hán 6. Thì các bạn mà học hết Hán 5 thì là thi đỗ HK4 nhé. Đấy. Trên tay mình đang quyển cầm là quyển này là Hán ngữ 3. Thì Hán ngữ 4 tức là đầu vào của một trường đại học bên Trung Quốc rồi. Là ok rồi. Hoặc là đi buôn đi bán là hàng hóa kinh doanh là như thế cũng ổn. Có một số người người ta nói, các bạn đọc một số cái quảng cáo người ta nói là học trong vòng 20, gọi là gì, 24 giờ là có thể học tốt tiếng Trung. Điều đấy là bốc phét đấy các bạn, không có thật đâu. Mình là người làm trong ngành thì mình hiểu. Để mà nghe nói tốt thì mà tính bằng năm các bạn. Tính bằng năm, học ngoại ngữ thì không có câu chuyện là vài 24 giờ rồi các bạn giỏi, không có. Nhất là phần viết chữ phải cày một năm trở lên ấy, thì mới kiếm được tiền của thế nào. Tại vì cái bộ mà Hán ngữ 6 tập này này, nó có tổng cộng là 3.300 chữ. Đó. Thì 3.300 chữ là 6, 6 quyển đấy. Thì bạn phải học hết. Chứ bây giờ 24 giờ đố bạn học hết là 3.300 chữ. Đúng không? Vậy thì cái quảng cáo đấy là quảng cáo lừa đảo, bốc phét. Còn để mà học nói tốt thì cũng đã phải mất ít nhất là 6 tháng rồi. Chứ không phải câu chuyện thật nhanh đâu. Bởi vì cái lượng từ bạn có đủ thì giao tiếp xã hội bạn mới ổn. Chứ mà biết dăm ba câu thì chị khi mà sang Trung Quốc cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Tiếp. Một cái phần nữa là về các cái khóa học khác, tức là các cái giáo trình khác. Thì đây, trên tay mình có cái Bố Giả này. Bố Giả này nó học tốc độ cao, nhưng mà ngữ pháp viết nó không quan trọng lắm đâu, không để ý lắm đâu. Thì cái Bố Giả này này thì mình cũng đã làm cái phần viết chữ của Bố Giả 1, nếu các bạn cần thì có thể mua. Mua thì truy cập tiếng Trung.vn, một khóa học tiếng Trung online thôi. Hoặc là trên thị trường giờ nó còn vẫn còn cái bộ này 301 câu đàm thoại tiếng Trung này. Cái bộ này nó 10 năm rồi, nhưng mà nó dạy nói cũng khá nhanh. Viết thì nó kém, nhưng bây giờ thì viết tốt rồi. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã ngồi mình là dạy làm cái chương trình online cho phần viết của nó thôi. Thì các bạn nếu mà đang học cái bộ này thì mua cái chương trình online của phần tiếng Trung.vn để hướng dẫn phần viết cũng ok, ổn. Đấy. Thì quy trình nhé. Các bạn đầu tiên là bạn học hết Hán 1, Hán 2. Khi mà từ vựng nó tương đối rồi thì thường xuyên ở trên Facebook của mình. Facebook của mình thì các bạn lên Facebook, các bạn gõ Phạm Dương Châu là ra Facebook của mình thôi. Thì trên Facebook của mình thì các bạn luôn luôn thấy mình up các cái link phim ấy. Đấy. Từ tờ hết Hán 2 nhé, hoặc là đầu Hán 2 bắt đầu lọ mọ xem phim. Xem phim thì xem phim trên YouTube. Thì khi nào mà nó gặp phải cái từ không hiểu, pau nó lại. Sau lại dùng từ điển trên điện thoại di động của mình tra từ đó ra. Xong lại tiếp tục học tiếp, được chưa? Về cách tra như thế nào thì mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Thì các bạn chỉ cần gõ là các vũ khí tự học tiếng Trung online Phạm Dương Châu là các bạn tìm thấy, được chưa? Đấy. Cái ngày hôm nay thì mình dành rất nhiều thời gian cho các bạn học tiếng Trung tại nhà ấy, không có điều kiện đến lớp. Chứ còn các bạn qua trung tâm tiếng Trung.vn ở số 10 ngõ 156 Hồng Mai, Bạch Mai, Hà Nội thì các bạn gặp mình thì tất nhiên là nó giỏi là đương nhiên rồi. Còn bây giờ cái bài toán mình đang phải giải là cho những người chưa có điều kiện đến lớp, tự ngồi nhà nghịch, chỉ có điện thoại di động, chỉ có máy tính, chỉ có internet, chấm hết. Ngoài ra không có đích gì cả. Có học được không? Học rất tốt. Nhiều các học trò của mình ở trong Bình Dương, Cần Thơ, khu công nghiệp Vũng Áng, Sài Gòn thì học hết tháng 5 thì họ đã thi được HK4 rồi. Thì nó rất là ok, đúng không? Và hiện giờ mình cho rằng công nghệ nó rất tiên tiến, nó cho phép chúng mình ngồi tại nhà và vẫn ok, vẫn học giỏi được. Được chưa? Các bạn cần hỏi bất cứ câu gì thì hỏi bên dưới nhé. Mình bây giờ bắt đầu sẽ trả lời các câu hỏi cho các bạn. Ok, đợi mãi thầy mới lên. Lên rồi đây. Nhẽ ra ngày hôm qua anh lên, nhưng hôm nay hôm qua mệt quá, làm lên này. Chào các em. Muốn thi HK2 thì nên học giáo trình gì hay bắt đầu từ đâu? Để em thi được HK2 thì em học hết cho anh quyển Hán ngữ 3 nhé. Hết quyển Hán ngữ 3. HK2 thì nó không có tác dụng gì nhiều đâu, nó là một cái thứ rất vớ vẩn và đơn giản. Tầm khoảng 3 tháng là cày hết rồi. Nên học HK4 bởi vì cái đấy là cái đầu vào của trường đại học bên Trung Quốc. Chứ HK2 nó chưa giải quyết được gì nhiều. Khi nào thầy ra tập 6? Tập 6 đang làm giờ. Bây giờ được 2-3 bài gì đấy. Chắc khoảng 1 tháng nữa thì xong em nhé. Làm sao tự ôn thi HK ở nhà? Để ôn hết các K4 thì em học hết quyển Hán 4 này. Hết quyển Hán 5. Được chưa? Là đỗ. Hết Hán 5 mà thi kiểu gì cũng đỗ. Còn để mà test thử xem mình thi có khả năng đỗ hay không ấy, thì em truy cập vào trang tiếng Trung.vn. Nó có mục thi HK online ở trên đó, miễn phí, free nhé. Anh đăng hết tất cả các cái bài đề thi các năm rồi.
Và anh cốt luôn cả cái dạng là bọn em có thể chọn đáp án 3BC và sau đó biết kết quả thi đỗ hay trượt luôn ngay ở trên tiếngchung.vn luôn nhé. Mình xem các bạn hỏi gì. Học trên lớp mấy buổi xong thì ở nhà học online mà lười quá. Đúng rồi, học trên lớp là anh Châu thúc và đít, lười anh Châu chửi mắng đánh đập tàn nhẫn nên là tự nhiên nó phải giỏi. Còn ở nhà thì các bạn học ở nhà mà thành công ấy, thì đều do người ta rất là kiên trì và rất là yêu quý cái việc học. Còn bây giờ anh nói về vấn đề để mà chăm chỉ ở nhà học được nhé, thì anh cũng giống như bọn em cũng lười, anh thường bẫy mình. Ví dụ vào trong cái nhà anh có một cái phòng studio, anh rất lười vào thì ở trong đấy để thịt bò khô, để bánh trung thu thích thích ăn, thế thì do vào đấy ăn một tí nên anh lại ngồi học một tí. À, làm được khoảng độ 10-15 phút anh lại trốn mất, lúc sau lại quay vào, cứ đều đặn như vậy, chơi một lúc lại làm một lúc, thì cố gắng thì khoảng 1-2 tiếng là cũng được một khối lượng tương đối. Mà mỗi hôm cố gắng cày hết bài, mà mỗi quyển này của nó cũng chỉ có 14-15 bài thôi mà. Vậy thì mỗi một quyển này nếu mà ngồi nhà học thì chỉ mất 1 tháng, coi như 2 hôm hết bài thì chỉ mất 1 tháng. Đấy. Kỷ luật là thành công mà. Học quyển 2 ở trung tâm nhưng 1 tháng nữa em không có thời gian học tiếp mà phải đi nước ngoài. Thì em muốn tiếp tục học thì làm thế nào? Linh Đan lúc đấy học cái chương trình online của anh nhé. Em truy cập vào trang tiếngchung.vn, mua cái chương trình học online hoặc bây giờ mua luôn tại tại quầy luôn. Thì sau khó thì khi em sang nước ngoài thì em vẫn học bình thường. Bởi vì cái web học online đấy nó có pass, có nick là em học được thôi. Sáng tháng có lớp chính thầy dạy buổi tối không? Có. Nguyễn Thanh Thúy nhé. Em truy cập vào trang tiếngchung.vn là nhìn cái lịch khai giảng học tại số 10 ngõ 156 Hoàng Mai là như nào ấy. Thì có tháng tới. Tháng này thì anh phải đi học nhiều nên anh hơi lười. Tháng tới là dạy nhiều. Học hết khối giả 1, trình độ mức nào nó tương đương HK2 thôi em ạ nhé. Lưu Văn Cường nhé. Làm thế nào để học cấu trúc tốt và viết tốt? Em viết yếu. Viết đây. Thường là các bạn hay bị chết còn viết. Bây giờ mình ví dụ các bạn nhé. Mình hay có cái trò là viết nội dung bài khóa và thường cuối 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 một bài nó có cái phần toàn luận ấy, mình hãy viết lại, mình viết lại, nhưng mà hoặc là mình đọc qua để mình lấy ý chính, xong mình viết lại theo 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 não mình, sau mình quay lại để mình sửa xem là cái cấu trúc của mình đúng chưa. Còn nếu các bạn học online thì các bạn viết xong nhé, bạn gửi lên cho giáo viên thì giáo viên bên tiếng Trung VN sẽ có trách nhiệm là chữa các cái lỗi đấy cho các bạn được chưa. Đấy. Mới coi lại thì nói tên sách đi đây. Đại học Ngoại ngữ, Đại học Hà Nội. Giáo trình Hán ngữ. Bộ mới 6 tập. To dày như này. Nếu mà em không tìm thấy ở nhà sách thì em có thể chuyển tiền qua tiếng Trung.vn, bọn anh sẽ chuyển tài liệu qua đường bưu điện đến cho em. Anh Châu ngày càng đẹp trai, cảm ơn Vân Chu. Tiếng Hán chữ nào cũng phải nhìn phiên âm mới đọc được hả thầy? Đầu tiên là phải có phiên nhìn thấy phiên âm mới đọc được. Thế nhưng mà về sau khi bảo em quen rồi, em quen rồi thì là ok. Tại vì chữ Hán này, cái phần đọc và phần viết nó lại khác nhau, nó chả liên quan. Không giống như ở alpha b mình ghi ra được là mình đọc được đúng không? Còn đây ghi ra được, vẽ được cái chữ đấy ra nhưng mà chưa chắc đã đọc được. Thầy bán khóa học online mới chưa? Bán rồi em ơi, Linh Hô. Hán 1, 2, 3, 4 là của nó là 1,2 triệu. Hán 5 là 700. Em vào trang tiếng Trung.vn, một khóa học tiếng Trung online là thấy. Em nhờ anh Châu em đã viết được chữ cảnh sát chỉnh chá. Cảm ơn em. Anh Châu thì còn giúp em viết được nhiều từ nữa cơ. Trước đây thì anh đã làm được khoảng 1.500 chữ Hán. Nhưng mà thời gian tới anh đang cố đẩy lên 3.300 chữ luôn. Tôi coi như full option luôn. Hết luôn cả cái bộ Hán ngữ 6 tập này. Mà thực ra ở tại Việt Nam này thì có mỗi mình anh làm như vậy. Còn chả ai làm hết. Thậm chí người ta còn chửi anh. Người ta bảo là ngu, làm linh tinh. Nhưng mà mình chả quan tâm, học trò viết được chữ Hán là ok. Khóa học online có thời gian không? Không hạn chế thời gian học em ạ. Nó chỉ hạn chế mỗi một clip được xem khoảng 30 lần. Nhưng thông thường mọi người học xem khoảng độ 50 lần là nhớ hết rồi. Chả phải chờ 30 lần. Em có giáo trình phồn thể nào không? Em đang muốn học, tìm không có. Chả có giáo trình phồn thể nào tại Việt Nam hết. Nếu mà em muốn học phồn thể ấy, thì em cứ học giản thể bình thường. Sau đó thì ở trên Google dịch ấy, em cứ gõ giản thể nhá. Thì em ấn bên cạnh nó cái nút phồn thể ra luôn phồn thể luôn. Còn anh thì sang Hồng Kông, Đài Loan nhiều rồi thì anh thấy là những cái kiến thức của mình ấy, mình sử dụng cái từ điển mà anh hướng dẫn bọn em ấy, Lyco đấy, thì là bọn em cũng nhớ được luôn, nhớ được luôn cái phồn thể, dần dần nó bắt kịp. Mà phồn thể thì nó cũng kết hợp bởi những cái bộ chữ Hán giống như giản thể thôi.
Rất cảm ơn anh đã làm khóa học online nên em mới có điều kiện học rẻ được như vậy. Nhật giá đắt đỏ, một khóa học của anh chỉ đủ mua một quyển sách ở đây thôi. Cảm ơn em Đặng Lê Phương Mai, một người vừa xinh lại vừa học giỏi. Anh rất cảm ơn em. Chào mọi người. Khóa học online có giới hạn thời gian không? Không em. Nó trong vòng khoảng độ... Thôi em xem 1-2 năm chuyện bình thường. Nhưng mà nó chỉ giới hạn về clip thôi. Tức là được xem khoảng 30 lần. Nhưng mà 10 lần là đủ rồi. Anh có tổ chức giao lưu học sinh thì thông báo nhé. Em sẽ bay về tham dự. Có tổ chức trao giải cho những học sinh cố gắng không anh? Sinh như em thì chắc phải tổ chức rồi. Từ nem thính là gì hả thầy? Có khóa học online đó, mọi người lên tiếng trung.vn xem chi tiết. Nghe nói học tiếng Trung Quảng Đông đi đâu cũng giao tiếp được phải không? Nhầm. Nó có mấy loại tiếng như sau. Tiếng Quảng Đông ấy là của những người ở Quảng Đông Phúc Kiến ấy. À, người đó người ta đi sang bên Hồng Kông, người dân đến Hồng Kông giờ người ta cũng nói được tiếng Quảng Đông. Nhưng mà sau khi mà Trung Quốc đòi lại Hồng Kông ấy thì họ bắt học trò là phải học tiếng phổ thông rất là đầy đủ. Vậy nên là nếu mà bạn nói tiếng phổ thông ấy thì bạn nói được ở Trung Quốc, đại lục, ở Hồng Kông cũng được hoặc sang Đài Loan, ok. Còn tiếng Quảng Đông gọi là tiếng một vùng đấy. Vùng đấy nhưng mà cũng đông người phết, mấy trăm triệu người dùng đấy. Chào bạn Zen Trần. Thầy ơi không lên tiếng ạ. Đây đang làm đấy rồi, em cần gì hỏi đi. Chắc là máy em có trục trặc đấy, mọi người vẫn nghe thấy này. Em biết nói những từ cơ bản, em rất muốn nói sõi. Giờ bây giờ mua chương trình online của anh em có chắc chắn nói được không? Trí nhớ của em kém, liệu có học được không? Bây giờ em ở xa, mua chương trình của anh nhưng không có sách học được không? Sách thì bọn anh gửi chuyển qua đường bưu điện đến nhà em tại Việt Nam. Còn nếu em ở Đài Loan thì từ đó có người nhà đi sang Đài Loan thì là lại gửi qua. Thế còn nếu không thì xem ở trên 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 clip đấy cũng đã ok rồi, đã nhìn thấy hết rồi thì cũng làm được. Nhưng mà thực nên mua cái sách giấy để làm bài tập thì cho nó tốt hơn. Còn có nói chắc được hay không là do em. Tức là mình phải chăm. Anh không quan trọng là trí thông minh của bọn em đến đâu. Anh cũng không phải là người quá thông minh. Thế nhưng mà mình chăm chỉ và về sau này mình hay xem phim. Xem phim và mình dịch phim thì các bạn lên nhanh lắm. Bởi vì phim ấy thì nó gồm có nam phụ lão ấu rất là loại. Nhiều đàn ông, đàn bà, trẻ con, người lớn. Nhiều giọng. Tốt. Đấy là tốt thứ mất. Tốt thứ hai là các cái chủ đề nó rất là rộng. Sáng ăn trưa rồi ăn trưa ăn tối rồi là buôn bán kinh doanh đánh nhau làm tình đầy đủ hết đúng không? Thì mình xem phim là mình lên rất là nhanh, mà sau khi mình nghe được cái câu gì mới ấy, mình hay đói lại đấy. Như kiểu mình giao tiếp với người ta thì dần dần nó quen, về sau mình gặp trường hợp thực tế mình sẽ không sợ nữa. Mình ví dụ các bạn luôn rồi mình xem một cái phim là lìa rấn, tức là thợ săn, thế về sau mình sẽ đi nói chuyện với người ta là tha sư lìa rấn, anh là một người thợ săn đấy à, ví dụ thế. Thì những cái từ mà trong phim ấy mình nhớ ác ôn hơn là từ trong bài. Cái bài này thì mình vẫn phải học nhưng mà học theo kiểu nền tảng background, nên có kiến thức nền để xem, còn xem phim. Còn khi mà đã lên đến tầm xem phim được rồi thì mà mình đã học hết 6 quyển này rồi thì mọi chuyện rất là ổn. Các bạn thi nhá, thi đỗ rồi. Nhưng mà đỗ không có nghĩa là các bạn ra đời, các bạn làm nói chuyện với người Trung Quốc mà thành công đâu. Bởi vì lúc đấy bạn vẫn phải trau dồi, như mình bây giờ vẫn phải trau dồi, ngày nào cũng xem phim 1-2 tiếng. Thế là mình mới giữ được phong độ. Chứ còn bạn bảo xong rồi học hết 6 quyển là ngon rồi bạn quên. Không đâu, dần lên lại quên đi nhé. Em rất muốn nói sõi. À, rồi. Bộ Hán ngữ 1 đến 5 giá bao nhiêu? Triệu 2 cộng với 700 là triệu 9 em ạ. Yuchin nhé. Sao anh lại lên hình cái giờ chéo nghe này? Em làm sao mà học được? Thủy Nghĩa hả? Rồi, hôm nào anh sẽ làm vào ban đêm, ban tối, tầm 9-10 giờ cho em nhé. Hôm nay tại vì cả ngày hôm nay anh phải đi học, chiều tối đi học hết nên là anh sợ tối không làm được nên là làm luôn ban sáng cho bạn đấy. Học online bao nhiêu tiền? Online của Hán 1234 của nó là 1,2 triệu Thu Hiên ạ. Truy cập vào trang tiếng trung.vn một khóa học tiếng Trung online là thấy N43 ở đây có ai không lên tiếng. Chào Cường Đen. N41 đây, N43. Học online như thế nào hả thầy? Em truy cập vào trang tiếng trung.vn một khóa học tiếng Trung online, sau khi chuyển tiền thì bọn anh sẽ chuyển nick pass cho bọn em vào web học online để học. Ôn thi B1 nên chọn những gì thầy? Cái B1, B2, A1, A2, C1, C2 ấy, nó là cái chương trình chuẩn châu Âu. Chuẩn châu Âu thì nó tương đương với cả HK. Ví dụ như này nhá. HK2 ấy, thì nó tương đương với là A2. B1 ấy, thì tương đương với HK3. 1, B2 mà. HK3. HK3 thì em nên học là học hết quyển Hán ngữ 4 thì em sẽ thi được HK3 nhá.
Tất cả mình phải có một cái bộ bộ để mình đong đếm đo lường, chứ không phải là mình cứ học lung tung. Nhiều bạn mắc một cái bệnh là học lúc thì học Hán ngữ này, có lúc thì bạn ấy lại học Púa Giả này. Đấy. Xong một lúc thì bạn lại lôi 301 ra bạn học này. Học đấy kiểu đéo cày giữa đường, nó chả đi về đâu. Các bạn học hết bộ Hán ngữ 6 tập là xong, thế thôi. Tại nó đi theo một cái trình tự nhất định thì tốc độ học nó sẽ nhanh hơn. Em muốn học thì bạn bắt đầu từ đâu? Em xem lại từ đoạn đầu anh vừa giới thiệu đấy. Phát âm đầu tiên này, xong đến chữ Hán này, xong rồi làm bài tập từng bài một, dịch bài khóa từng bài một. Thì cứ như kiểu là mình đi lên leo núi ấy, leo chút một là ok. Em muốn nói chuyện và xưởng với xưởng vải bên Trung Quốc thì học quyển nào? Xưởng rời thì đầu tiên phải học background trước, nền tảng trước. Em học hết cho anh hết cái bộ Hán 6 tập cho anh nhé. Đầu tiên cứ túc tắc từ Hán 1, Hán 2 là bắt đầu nói được rồi. Hán 3, Hán 4 là dịch được rồi. Hán 5, Hán 6 thì khá, tương đối khá rồi. Vẫn phải tra từ điển nhưng mà nó ít đi. Bạn nào N43 cho mình hỏi hôm nay học cái bài bao nhiêu rồi. Gọi đến tiếng Trung.vn 0944004400 mà hỏi. Anh Châu lên ngày thứ hai ít người xem. May hôm nay em được nghỉ mới xem được. Thực ra cái này nó là clip sau đó nó lưu lại được mà. Bọn em vẫn có thể xem sau được. Còn hôm nào đấy tầm thứ năm, thứ tư, thứ năm thì anh sẽ làm buổi tối cho bọn em. Tầm 10 giờ. Thi hết ca trắc nghiệm mà hả thầy? Đúng rồi, nó chọn A, B, C, D đấy. Là kiểu kiểu như thế. Em học Hán ngữ 1 đến bài 10 rồi, còn 5 bài nữa nhưng em muốn qua trung tâm học vào tháng 10 học Hán ngữ 2, kịp không? Kịp, được. Trung tâm thì bạt ngàn lớp, cùng ở tại số 10 ngõ 156 Hoàng Mai, cùng lúc nó 8 lớp nó chạy thì lúc nào cũng có lớp phù hợp với trình độ của em, không sợ đâu. Em giờ mới bắt đầu học quyển 1 và 2 mà lười quá thầy ạ. Lười thì phải chăm thôi, mình nghĩ đến tương lai của mình muốn cái gì. Làm việc có kỷ luật, dần dần là ổn. Cho bọn em những từ để tự luyện ôn thi có đáp án để ôn HK không? Có. Phương Anh truy cập vào trang tiếng Trung.vn, mục khóa học tiếng Trung online. À không, mục thi HK trực tuyến. Ở trong đấy có code luôn. Anh code là bọn em thi xong có đáp án luôn nhé. Giao tiếp câu dài em hay bị nói ngược giống kiểu Việt Nam. Vậy khi nói thế người ta nghe có hiểu không? Về cơ bản là hiểu nhưng mà em nên sửa. Bởi vì em chưa được học ngữ pháp một cách bài bản. Ngữ pháp bài bản thì nó nằm trong cái bộ này. Từ Hán 1 đến Hán 4 là hết ngữ pháp bài bản nhé. Là em đọc sẽ không bị sai nữa. Thì trong chương trình online đấy, là 1, 2, 3, 4 là đủ. Púa Giả và Hán ngữ khác nhau ở chỗ nào, nên học theo chương trình nào? Quan điểm của anh thì nên học bộ Hán ngữ, bởi vì nó chắc, chậm, chắc và đầy đủ ngữ pháp. Còn ông Púa Giả thì ngữ pháp của ông nó hơi lởm khởm. Bài vở của ông thì hơi nặng và dạy tốc độ cao. Thì thường người Việt mình hơi lười, theo không có được. Tây có khi nó theo được. Em muốn mua quyển ngữ pháp Hán ngữ 5 thì chuyển khoản trước cho thầy phải không? Đúng. Trước khi chuyển khoản thì Mai Hương gọi vào 0944004400 là được nhé. Để người ta biết ai gửi. Cày hết 4 quyển mất bao lâu thời gian? 4 quyển thì nhanh cũng phải 6-7 tháng. Còn đến hết quyển 5 thì anh tính phải tầm 5. Bây giờ nhớ mỗi một quyển em mất khoảng độ 1 tháng đi. Thì 4 quyển đã là mất ra 4 tháng, 5 tháng. Nhưng mà nhiều bạn còn lười, còn công việc nữa thì anh nghĩ là tầm 5-6 tháng. Học chỉ cần biết nghe, biết nói, không cần biết viết thì tất mất tầm bao lâu? Mất tầm khoảng 2 tháng ấy. Nhưng mà anh không thích câu hỏi này. 1.000 người đã hỏi với anh về câu hỏi này. Mọi người sợ viết chữ nhưng mà anh thấy viết chữ nó chả có gì. Học trò của anh nó vẫn viết tốt, có làm sao đâu. Mà khổ nhất là những ông như thế này về sau nói được xong lại mất mất một đống tiền đi học viết nữa. Lãng phí thời gian. Tại sao ngay từ đầu chúng ta không chạy cùng lúc song song nghe nói đọc viết cho về sau đỡ phải chạy lại thêm lần nữa. Muốn viết tốt thì làm nào. Viết tốt thì em phải có trong tay là câu chuyện về 1.500 chữ Hán. Đó, chứ nó nằm trong chương trình online 1, 2, 3, 4 ấy. Thì khi đấy thì em sẽ nhớ được từng từ đấy, nó gồm những bộ gì hợp thành, câu chuyện nó là gì. Sau đó em viết được ra nhé. Ừ. Rồi sau đó phải làm bài tập nữa và viết luận ngắn nữa thì em mới ok. Chứ không là sẽ chết đấy nha. Tiếp, có bạn hỏi cái gì đây? Mất bao lâu để có thể dịch một cách trôi chảy, nói giống người bản ngữ? Mất thì câu chuyện đấy nó là 5 năm, 10 năm, 100 năm và không bao giờ giống người bản ngữ một hoàn toàn 100% được. 80-90% đã là tốt rồi. Đấy. Thì còn để mà tạm tạm bắt đầu có thể dịch được thì em cứ cày hết Hán ngữ 6 cho anh nhé. Thì lúc đấy bắt đầu tạm tạm dịch và thỉnh thoảng vẫn phải tra từ điển. Muốn học mà không biết đăng ký online đâu. Em truy cập vào trang tiếng Trung.vn, mục khóa học tiếng Trung online là thấy nhé. Huỳnh Thanh Bi nhé. Em học hết quyển 3 mà chỉ nhìn mặt chữ nên nghe nhạc xem phim để luyện nghe thầy.
chỉ nhìn mặt chữ là anh đang đang có cảm mùi, anh thấy bốc mùi rồi đây. Em phải viết ra chứ, em phải nhớ được từ đấy là gì chứ. Mà nhìn mặt chữ mà còn u ớ thì làm sao mà đòi đi dịch được. Em đã học được quyển Bố Già một cũng cách đây 5 tháng. Nghỉ giờ không có điều kiện giao tiếp nhiều, nghe rất là kém, nói thụ động. Bắt đầu lại từ đâu? Em có thể bắt đầu lại tầm bài 5 hoặc bài 6 của quyển Hán ngữ 1. Sau khi mà chắc thì em bảo thầy cô giáo là cho em lên Hán 2 đi. Ở vừa qua bên trung tâm tiếng Trung.vn tại số 10 ngõ 156 Hoàng Mai mà học. Còn nếu ở nhà thì mua chương trình online mà học, của anh mà học. Phồn thể dùng giáo trình. À, hóa ra có 301 dạng phồn thể, anh không để ý này. Em nghe hơi yếu, phải nghe nhiều hơn. Nhưng lười nghe lắm, lười thì xem phim, phim thì chả lười đâu. Thì nghe phim nó cũng lên kinh, anh toàn nghe phim. Thậm chí nghe nó nghe tốt thì nói được. Em muốn đăng ký học online thì làm thế nào? Trần Xuân Tùng truy cập trang tiếng Trung.vn, một khóa học tiếng Trung online nhé. Em, thầy ơi, đi học hơi kém, thầy có bí quyết gì giúp em học tốt và nhanh không? Học ở lớp các bạn học nhanh và giỏi quá. Kệ người ta chứ, mình cứ túc tắc mình học, làm hết bài tập, cứ đúng đỉnh đỉnh đúng đỉnh. Con rùa nó chậm nhưng mà nhiều lúc nó vẫn thắng con thỏ. Không sao, chỉ cần em chăm chỉ. Còn người ta học như nào mà kệ họ. Học trực tiếp học phí như nào? 1 triệu 2 một khóa 2 tháng, tuần học 3 buổi. Em truy cập vào trang tiếng Trung.vn đấy, nó có lịch ấy. Đăng ký, đóng tiền. Em muốn học để nói tiếng Trung tốt hơn, anh có thể chia em kinh nghiệm học tốt tiếng Trung Quốc. Kinh nghiệm thì anh vừa nói rồi đấy. Xem phim nhiều. Dịch bài khóa. Viết bài tập, làm hết đấy. Theo bộ Hán ngữ 6 tập một cách chăm chỉ, đâu khác vào đó. Mình muốn học tiếng Trung, bạn truy cập vào trang tiếng Trung.vn, một khóa học, các khóa học ấy, thì đăng ký. Em học chữ thì học thế nào, giờ giấc thế nào? Nếu mà chương trình online thì thích giờ nào em bật lên là xong, bởi vì anh làm cái clip cũng lâu rồi. Tôi cứ bật lên, lúc nào rảnh là bật lên là coi là học được thôi. Cứ xem nhiều cũng khôn ra một tẹo. Đúng rồi, cảm ơn em. Phân biệt chơ, chơ, chai. Chân chai thì có nghĩa là đang. Ủa, chân tầng chợ nỉ nữa. Tôi đang đợi cậu đây này. Nì chân chai chua sớm nữa. Các bạn đang làm gì vậy? Mình thích hay đưa vào ví dụ cụ thể để nó nhớ bài, chứ còn lý thuyết không hay quên lắm. Em đang học Hán ngữ 1, thầy có clip phim hay nhạc hài dành cho những người đang học Hán ngữ 1 như em không? Với chương trình Hán ngữ 1 thì chưa xem phim được đâu. Phải đầu Hán 2 hoặc cuối Hán 2 mới xem phim được. Nếu mà các bạn học mới nhé, thì các bạn mới Hán 1 ấy, thì các bạn lên YouTube gõ là học tiếng Trung qua clip hài Phạm Dương Châu là ra 1.000 clip hài mình dành cho các bạn. Nó chỉ 1-2 phút thôi, nó phù hợp với các bạn. Hoặc là các bạn gõ là học tiếng Trung qua bài hát Phạm Dương Châu thì cũng ra 1.000 bài hát mình dành cho các bạn mới học. Em không thể nhớ được cách viết chữ Hán học như thế nào? Thì em phải mua cái chương trình học online của anh ấy, trong đó có 1.500 câu chuyện chữ Hán. Thì em phải biết chữ đấy tách ra gồm những bộ gì hợp thành và câu chuyện nó là gì, thì em sẽ nhớ được chữ thôi. Thầy ơi, chưa biết gì, lên HK4 thì bao nhiêu tháng? Hết HK4 thì phải học hết Hán 5, thì nhanh cũng phải 5-7 tháng, còn chậm thì 1 năm. Vừa học tiếng Trung vừa học tiếng Anh được không? Được, anh đào một thằng như vậy. Nhưng mà tầm đấy, đợt đấy anh cắt tiếng Anh đi khoảng độ 1 tuần. Sau đó anh chỉ học tiếng Trung. Sau 1 tuần thì tiếng Trung nó bắt đầu ổn ổn rồi, bắt đầu anh lại lôi tiếng Anh anh học. Thế thấy ổn, đến giờ anh vẫn học cả hai thứ. Cũng ổn mà. HSK3 thì như thế nào? Thì học hết Hán 4 là thi đỗ HSK3 thôi. Có ở Sài Gòn không anh? Sài Gòn thì em học chương trình online của anh. Em sẽ bảo chồng em gửi tiền mua chương trình. Em cũng muốn cố gắng để nói được thì công việc của em mới không gặp khó khăn. Nói đơn giản mà, chịu khó, chịu khó. Rồi là nghe phim, xem phim nhiều, xem clip hài nhiều, xem bài hát nhiều. Anh học toàn tự do ấy, có thầy dạy dỗ gì đâu. Ngày xưa học trong trường học, anh học ngu như bò. Nhưng mà mình thích xem phim, mình dịch phim, mình lên nhanh. Khi nào mở chi nhánh Sài Gòn, anh không có nhu cầu. Hà Nội anh bận quá. Sài Gòn thì xem chương trình online của anh mà học. Học Bố Giả 3 xong thì có họ thi được HK4 không? Theo anh nghĩ là được. Bố Giả nó nặng mà. Làm bài tập thì ngoài những bài tập trong giáo trình Hán ngữ có cần làm thêm quyển nào nữa không? Không em ạ. Em làm cho anh hết 4 thì sang 5, sang 6 đi. Bài tập Hán ngữ nó dài kinh khủng, nhiều lắm. Học được cái đấy là mừng lắm này. Thầy có mở lớp luyện thi HK không? Không em ạ. Bởi vì học trò của anh nó chả cần luyện đếch thì nó vẫn thi đỗ.
Nó học hết hàng năm, nó thi đỗ 2K4 rồi, thế thì đi luyện để làm gì, tự nhiên mất thêm mớ tiền này. Còn các cái đề thi 2K thì anh đã làm miễn phí trên trang thichung.vn rồi, đúng không? Cớ gì phải mất tiền thêm? Muốn giao tiếp tốt thì phải bắt đầu từ đâu? Thì bắt đầu từ phát âm, bắt đầu từ chữ Hán, bắt đầu từ từng bài một của Hán ngữ 1, 2, 3. Được chưa? Em truy cập trang thichung.vn, một khóa học tiếng Trung online là sẽ hiểu. Muốn học từ đầu phải làm thế nào? Anh vừa trả lời xong. Nhanh quá. Cái clip ở trên YouTube ấy, nó có một cái chế độ răng cưa ở bên tay phải ấy. Các bạn có thể chọn tốc độ là, bây giờ nó đang là tốc độ 1 đúng không? Thì bạn cho về tốc độ 0,5 là tất nhiên nó sẽ chậm lại. Và xem đi xem lại nhiều lần nhé. Các clip của mình. Có thể chỉ xem một số trang báo Trung Quốc không? Em lên baidu.com nhé. Em gõ chữ bao chử thì ra một đống báo. Được chưa? Baidu là trang lớn nhất của Trung Quốc, dạng như Google của mình. Hát học hết 6 quyển tầm bao nhiêu thời gian? Tầm 5 em ạ. Chương trình online đăng ký ở đâu? Em truy cập vào trang tiếng Trung.vn, một khóa học tiếng Trung online là thấy nhé. Em có cháu đi lao động ở Đài Loan 3 năm mới về nhưng nói tốt, viết phiên âm nhưng không viết chữ cứng, nên đi học cùng em qua trung tâm giúp cháu em viết chữ cứng cách nào hiệu quả nhất. Chữ cứng đơn giản, anh cùng chữ cứng này đúng không? Thì cái chương trình của anh là 1.500 chữ Hán qua câu chuyện này, thì học dần 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 là sẽ nắm được, thậm chí các bạn còn tự bốc phét thêm ra được. Không khó đúng không? Viết chữ Hán không khó. Một bộ chữ Hán đầy đủ bao nhiêu? Hiện giờ thì anh đang làm đến Hán 5 là 1.900.000 chương trình online, còn sách vở thì rẻ mà 400.000-500.000. Lớp Hán ngữ 3 hay 4K mộc 1-2 nào sắp khai giảng không? Vẫn muốn sắp xếp đến trung tâm học. Đang dạy xuất khẩu lao động nhưng muốn nâng cao. Ôi rồi ôi đầy lớp. Em truy cập vào trang tiếng Trung à, em cứ qua thẳng tiếng Trung.vn là cứ em qua ngày nào là có lớp ngày đó. Tại vì cùng lúc nó 8 lớp học thì đầy lớp, thiếu gì lớp đâu. Trung tâm này là lớn nhất của Hà Nội mà. Sắp tới có lớp Hán 2 nào không? Luôn luôn có Thái Anh ạ. Em cứ qua bất cứ lúc nào là có lớp, bất cứ lúc đấy, sáng chiều tối đều có lớp hết. Học quyển Pố Giả sơ cấp quyển 2 có thể thi được HK4 không? Anh không có niềm tin. Pố Giả ít nhất phải nó lên của Pố Giả 3 ấy, tức là trung cấp 1 thì may ra thi được. Chứ còn mấy quyển kia anh cũng không tin lắm đâu. Giao tiếp nói nhưng mà không nói với ai nên lại quên mất. Xem phim đi em. Anh có gửi link phim cho bọn em đấy, ở trên Facebook của anh. Hoặc là em lên trên Google em gõ là bộ link phim giúp nghe nói tốt tiếng Trung thế giới ngoại ngữ.com là ra. Anh có viết một bài về điều đó. Học những cái gì hả anh? Phiên âm, chữ Hán. Mình sẽ cố thêm khoảng 5 phút nữa cho các bạn nhé. Các bạn cần hỏi thì hỏi nhanh nhé. Mình sẽ dừng đấy. Đang học quyển 4 và đã làm HK4 rồi. Phần Tisan Pufen chưa 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 tốt lắm. Thế thì em phải cố cày hết Hán ngữ 5 cho anh nhé. Thì Trần Thu Hiền mới thi nó mới chắc được. Viết chữ Hán không khó nhưng nhớ chữ Hán rất khó anh ạ. Nhớ được hay không thì mình phải viết nhiều lần, được ạ? Viết nó ra xong rồi phải nhớ là câu chuyện là gì. Không có câu chuyện còn lâu mới nhớ được, toàn quên thôi. Trên điện thoại em muốn cài bàn phím viết cả tiếng Việt và tiếng Trung được không anh? Được. Em truy cập youtube.com gõ là các vũ khí giúp học tốt tiếng Trung là sẽ ra cái hướng dẫn của anh về vấn đề này. Nãy giờ là mình cũng đã làm dài rồi đấy. Học khoảng bao lâu thì giao tiếp được? Tầm nếu mà giao tiếp tạm thì cũng phải 2-3 tháng. Còn để mà dịch được thì phải tính bằng năm nhé. Nhiều bạn rất là ngây thơ, học 24 giờ xuất sắc, không có mùa xuân đấy đâu. Người ta toàn bốc phét mà. Không có đâu, không có đâu. Anh ơi xem bài nào nhỉ? Nói và giới thiệu vì em không có thời gian sang trung tâm. Em truy cập vào trang tiếng Trung.vn, một khóa học tiếng Trung online là thấy nhé. Sau khi chuyển khoản là người ta sẽ chuyển tài liệu cho em. Có lẽ là hôm nay mình chỉ làm đến cái gì đây? Chưa biết về tí nào về tiếng Trung, giờ muốn học online có được không? Bắt đầu từ đâu? Hoàn toàn được. Chương trình online là anh dành cho những người chưa biết gì mà. Thì em phải học phát âm trước, sau đó học về chữ Hán. Còn cụ thể như nào thì ở trong chương trình online là nó có hướng dẫn từ bài 1, thì em cứ làm từ bài 1 trở đi là ok. Chương trình online 6 quyển thì học phí bao nhiêu? Hiện giờ anh đã làm hết Hán ngữ 5 là 1 triệu 9. Từ 1 cho đến 5. Nhớ nhiều chữ nhưng không, nhưng để biết viết chữ thì mình chịu, bởi vì bạn chưa có phương pháp. Ở Việt Nam thì duy nhất mình là người làm phương pháp thôi.
còn mọi người giáo viên khác chả thấy họ làm. Phương pháp đó là gì? 1.500 câu chuyện qua chữ Hán. Bạn mua chương trình online nó nằm ở trong đó. Hà Nội trung tâm có mấy cơ sở, anh đang dạy ở tại nhà anh ở số 10 ngõ 156 Hồng Mai thôi nhé. Em biết cơ bản rồi, em biết học. Bắt đầu học từ đâu? Thì em cứ học theo Hán ngữ 1 2 3 4 5 6 là ok. Mua chương trình của anh thì gửi tiền như thế nào và bao nhiêu tiền một khóa? Hán 1 2 3 4 của nó 1 triệu 2, em chuyển khoản qua tài khoản của tiếng Trung.vn là bọn anh chuyển tài liệu cho em học thôi. Có lẽ là mình dừng ở đây nhỉ? Tại vì ngày hôm nay là mình cũng đã kéo dài suốt gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Chúc các bạn học tiếng Trung thành công. Và các bạn cần hỏi câu gì cứ hỏi tiếp bên dưới nhé. Tí mình ăn cơm xong mình sẽ trả lời nốt cho các bạn. Được chưa? Chào chị. À, livestream thì anh vẫn để thôi.